Kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh thành Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên chiều tối nay có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù nhẹ, ban ngày giảm mây trời nắng với mức nhiệt ngày mai tăng nhanh, dao động từ 31 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng cục bộ khi nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là 35 đến 38 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, về chiều tối tại đây có mưa rông vài nơi, tập trung ở phần Nam Trung Bộ. Còn ban ngày, sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng sẽ gây tăng nhiệt đáng kể cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt độ trưa chiều mai dao động từ 32 đến 35 độ. Đặc biệt một số nơi như là Con Cuông, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp Nghệ An, Hương Khê, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Nam Đông, Thừa Thiên Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng là 36 đến 38 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có nắng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông vẫn có khả năng xuất hiện vào lúc chiều tối và đêm, tuy nhiên lượng không nhiều, cục bộ có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông, người dân cần lưu ý đề phòng. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ đôi chút với nền nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn, còn Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 35 độ. Trên biển cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải nơi đây. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, vùng núi phía Tây ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Tây 36 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông đáy, tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức 0 đến 0,2 m, xuất hiện từ 0 giờ đến 3 giờ. Mực nước cao nhất ở mức 0,7 đến 0,9 m, xuất hiện từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 1 tháng 4. Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,55 đến dưới 0,35 m, xuất hiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 31. Mực nước cao nhất ở mức 0,9 đến 1,1 m, xuất hiện từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 1 tháng 4. Độ mặn cao nhất ở mức 5 đến 7 phần nghìn.